Chương một Đánh vỡ thứ nguyên bích, thu được kim đan tu vi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Quý Lam Tinh, Đại Minh Lịch năm 2018 Không nghĩ đến xuyên việc chuyện như vậy lại thật sự tồn tại. Hơn nữa còn xuất hiện ở trên người ta. Thành phố Thiên Hải một đống trong biệt thự xa hoa, một tên nam tử nằm ở trên giường cầm một bản sách lịch sử tự lẩm bẩm. Nam tử tên là Triệu Chính, trái đất người bình thường một cái trước đây triệu chính đối với xuyên việt đó chỉ là xem là trong tiểu thuyết mới phải xuất hiện sự tình nhưng ai có thể nghĩ tới xuyên việt chân chính phát sinh ở trên người hắn hắn vừa cảm giác tỉnh ngủ liền phát hiện mình từ phòng cho thuê giường nhỏ đến một cái đại biệt thự xa hoa giường êm trên nguyên bản triệu chính còn tưởng rằng có phải là có người nào mở cho hắn chuyện cười thế nhưng khi hắn nhìn thả ở đầu giường một bản sách lịch sử sau liền bối rối căn cứ này bản sách lịch sử mặt trên ghi chép, bọn họ thế giới này gọi là Úy Lam Tinh, căn bản không gọi trái đất, Úy Lam Tinh lịch sử ở Minh Triều trước cùng trái đất giống như đúc, không có một chút nào khác nhau, thế nhưng ở Minh Triều những năm cuối, phát sinh thay đổi. Minh Triều những năm cuối sùng trinh hoàng đế lại cứu vớt kề bên diệt vong đại Minh Triều, nội loạn sấm vương ở thời gian rất ngắn liền bị tiêu diệt, xâm lấn ngoại địch, trực tiếp bị sùng trinh xuất lĩnh đại quân diệt tộc, hậu thế bình luận hoàng triều trực tiếp biến mất rồi sùng trinh đế ở sách lịch sử trên địa vị phi thường cao được gọi là phục hưng chi đế cứu lại thiên hạ với thủy hỏa hoàng đế bởi vì không có bình luận hoàng triều duyên cớ đoạn thời gian đó quốc chi khuất nhục căn bản chưa từng xuất hiện thậm chí đại minh còn ở đoạn thời gian đó đánh về phía thế giới trực tiếp đặt vững úy lam tinh để nhất cường quốc địa vị đại minh người cũng bởi vậy trở thành úy lam tinh tối chủng tộc cao quý xuyên việc đến như thế một thế giới tự hồ cũng không sai tối thiểu thế giới này không có nhiều như vậy nước ngoài, không qua cũng không biết sau khi chuyển kiếp thân phận của ta đến cùng là cái gì, làm sao trong đầu một điểm ký ức cũng không có chứ. Thậm chí người xuyên Việt đều nắm giữ ngón tay vàng định luật đây. Làm sao ta liền cái ngón tay vàng cũng không có chứ. Xem xong quý lam tinh lịch sử sau, triệu chính thả xuống thư tự lẩm bẩm. Ken. Đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống lao hoàn thành. Bắt đầu trói chặt ký chủ thành công trói chặt ký chủ triệu chính. Ken Bắt đầu dung hợp ký chủ này thế giới có liên quan ký ức, dự tính cần 10 phút, xin mời kiên trì chờ đợi. Ngay ở triệu chính thả xuống sách lịch sử sau không bao lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo không có một chút nào cảm tình tiếng nhắc nhở. Nghe được cái này tiếng nhắc nhở, triệu chính lập tức từ trên giường ngồi dậy. Ngón tay vàng thật sự đến rồi. Đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống liền ngay cả ta thế giới này ký ức đều muốn bắt đầu dung hợp triệu chính đầy mặt kinh hỷ hệ thống ngươi nắm giữ ra sao năng lực triệu chính kích động hỏi đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống nắm giữ đánh vỡ thứ nguyên năng lực tiểu thuyết thứ nguyên hoạt hình thứ nguyên cùng người thứ nguyên mỗi một lần đánh vỡ thứ nguyên bích ký chủ cũng có thể tùy cơ từ cái kia thứ nguyên thu được như thế hoặc đa dạng đồ vật giữ gốc như thế vật như vậy có thể là năng lực cũng có thể là cái nào đó vật phẩm càng có khả năng là người kia tất cả đều có khả năng xem hết ký chủ vận khí đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống ở triệu chính trong đầu hồi đáp ta phải như thế nào mới có thể đánh vỡ thứ nguyên bích triệu chính hỏi số mệnh có đầy đủ số mệnh là có thể đánh vỡ thứ nguyên bích tự nhiên tích lũy lời nói trăm năm có thể đánh vỡ lần lượt nguyên bích đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống nói nói cách khác trăm năm mới có thể chơi phi một lần đánh vỡ thứ nguyên bích sao. Ta phải như thế nào thu được số mệnh, ta hiện nay lại có bao nhiêu số mệnh, còn có tiêu hao bao nhiêu số mệnh mới có thể đánh vỡ thứ nguyên bích. Triệu Chính quay về đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống nói. Thu được số mệnh phương pháp rất đơn giản, chèn ép hoặc là đánh chết đại khí vận người, là có thể thu được người kia số mệnh, ký chủ hiện nay nắm giữ số mệnh trị giá là linh, một vạn khí vận có thể đánh vỡ lần lượt nguyên bích đánh vỡ thứ nguyên bích thế giới đẳng cấp càng cao, tiêu hao số mệnh càng lớn. tương tự, tiêu hao càng cao số mệnh trị, đánh vỡ thứ nguyên bích đẳng cấp càng cao, thu được vật phẩm càng tốt. đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống nói, chen ép hoặc là đánh chết đại khí vận nhân tại có thể thu được số mệnh. triệu chính hơi nhướng mày, tình bạn nhắc nhở, ký chủ hiện nay nắm giữ hai lần miễn phí đánh vỡ thứ nguyên bích năng lực. đánh vỡ thứ nguyên bích gợi ý của hệ thống nói hai lần đánh vỡ thứ nguyên bích năng lực sao lập tức sử dụng nghe được cái này tiếng nhắc nhở triệu chính lập tức nói ken bắt đầu đánh vỡ thứ nguyên bích chúc mừng ký chủ đánh vỡ thế giới thứ nguyên bích thu được thế giới bối cảnh giới thiệu cùng xu thế tương lai ký ức một phần chúc mừng ký chủ đánh vỡ tiểu thuyết thế giới thứ nguyên bích thu được kim đan tu vi một phần thu được nhân vật chính thiên phú một phần theo triệu chính dứt tiếng trong nháy mắt trong đầu liền xuất hiện đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống tiếng nhắc nhở. Thế giới bối cảnh giới thiệu, xu thế tương lai ký ức một phần. Kim đang tu vi một phần, nhân vật chính thiên phú một phần. Nghe được đầu óc tiếng nhắc nhở, triệu chính con mắt ngưng lại, lộ ra kinh hỉ. Có hay không bắt đầu lấy ra đánh vỡ thứ nguyên bích sau thu được vật phẩm. Đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống âm thanh xuất hiện ở triệu chính trong đầu. Lập tức lấy ra. Triệu Chính vội vàng nói. Lấy ra hoàn thành, bắt đầu dung hợp. Ken. Đo lường đến ký chủ thể chất quá mức kém cỏi, không thể nào tiếp thu được khổng lồ ký ức, bắt đầu dung hợp kim đang tu vi tăng lên thể chất, tăng lên thể chất quá trình đau vô cùng đau, có hay không tiến vào trùng độ đang ngủ mê mang dung hợp kim đang tu vi. Tiến vào trùng độ mê mang sau, không đau đớn. Đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống nhắc nhở mê mang dung hợp gặp có cái gì tác dụng phụ sao? Nói thí dụ như có thể hay không không thể hoàn mỹ dung hợp. Triệu Chính hỏi. Không tác dụng phụ, vẫn là hoàn mỹ dung hợp. Đánh vỡ thứ nguyên bích hệ thống nói. Cái kia trùng độ mê mang dung hợp đi. Triệu Chính lập tức nói. Không có bất kỳ tác dụng phụ, Triệu Chính vừa không có bị tra tấn đam mê, làm sao có khả năng chịu đựng đau nhất đây, không bằng ngủ một giấc sau đó tỉnh lại liền trở thành kim đan võ giả cũng không biết là cái nào trong tiểu thuyết kim đan võ giả mạnh nhất kim đan võ giả vậy cũng hầu như là người tận địch quốc tồn tại a à. coi như không phải yếu nhất kim đan võ giả vậy cũng là một người địch ngàn tồn tại ở đây cõi lòng chờ mong bên trong triệu chính cảm giác đầu chìm xuống sau đó liền ngã ở trên giường không biết trôi qua bao lâu triệu chính mở mắt ra mở mắt sau khi triệu chính liền phát hiện mình thân thể xuất hiện biến hóa long trời lở đất hắn cảm giác được trong cơ thể mình tràn ngập sức mạnh thậm chí hắn còn cảm ứng được trong cơ thể mình có một luồng đặc thù sức mạnh ở vận hành nguồn sức mạnh này chính là kim đan võ giả mới phải xuất hiện đan kình triệu chính có một loại cảm giác đó chính là hắn hơi hơi dùng điểm sức mạnh hắn cảm giác hắn vị trí biệt thự này đều có thể bị hắn ung dung hủy diệt nguyên lai lấy ra kim đan tu vi là thế giới này kim đan tu vi chẳng trách có sức mạnh kinh khủng như vậy ở trong cơ thể ta ấp ủ. Triệu Chính kiểm tra một hồi ký ức sau, phát hiện hắn Kim đang tu vi giới thiệu. TS. Canh thứ nhất, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.